bản thân khi mình có em Kiến ấy, nó là một sự bất ngờ nằm ngoài dự kiến. Tại lúc đó lúc thời điểm vàng son, vàng son của việc đi chơi, xuân. Thanh xuân đi chơi, đi đâu cũng gặp fan, đi đâu cũng gặp các tình yêu trên bàn nhậu. Trời, tự dưng đùng cái có bầu, trời thần thiên địa. Đúng, làm sao mà đùng cái có bầu được? Có nghĩa là mình không thể nghĩ được, bởi vì làm sao thả hoài nó không có. Tự dưng có bầu là việc đầu tiên rất sợ hãi. Tại vì thời điểm đó là tớ nhậu, em mở quán nhậu, thời điểm đó quán nhậu của em là Hoàng Kim. Tất cả chị em bóng gió của cả Sài Gòn này sẽ tụ tập tại quán em. Doanh thu quán là úi dồi ôi, tiền đếm không kịp. Fan rất là đông, họ cứ đến quán nhậu họ muốn uống với mình một vài ly. Mà em lại là người thích nhậu, em lập tức gọi cho bác sĩ Đức, là người đỡ thai cho rất nhiều bạn bè trong số bị thân của em, cho em hỏi em uống rượu bia triền miên 6 tháng có nên giữ hay không. Bác sĩ Đức nói một câu là thể trạng của cháu rất tốt, cháu uống thuốc tránh thai không? Không, lâu lâu gặp chồng một lần đâu mà uống thuốc tránh thai. Có uống thuốc cặc cúm không? Có sốt không? Bác sĩ hỏi rất kỹ về việc trong suốt một tháng mình uống những cái gì. Có uống thuốc giảm cân không? Và lúc đó em có uống thuốc giảm cân. Qua bệnh viện liền, đẩy bắt đầu test. Em cảm thấy người em nó vẫn bình thường, vẫn khỏe, thực tế là em ăn rất là tốt. Thế là em về em hỏi sư phụ em, bởi vì cảm giác là mình có tội ấy, nếu mình đẻ ra một đứa trẻ do cái người mẹ ăn nhậu quá nhiều, ngày nào cũng đi bar đi sàn, rồi thuốc lá rồi mùi thuốc cái ở sàn nó rất là độc hại. Và lúc đó thầy bảo rằng là dừng nghỉ ngay quán nhậu. Ôi thầy ơi, một tháng mấy trăm triệu của con, thầy ơi, mở quán mà làm sao mà ngừng nhậu được. Thầy bảo rằng là con phải quyết định, bởi vì khi cái tiền đề của con khi con mang bầu ấy, là con đã không tốt về sức khỏe, con có nhiều chất độc vào người, mà con còn không nghỉ quán nhậu nữa, mà con còn khỏe nhậu nữa. Nhớ con trượt chân con ngã, động thai thì sao? Nghỉ. Cho nên thầy không phải bảo nghỉ nhậu mà nghỉ luôn quán luôn. Đúng, nữa. Đúng. Và em bị cái cảm giác đau khổ nhất khi mang bầu, không phải là chồng em không bên cạnh đâu chị, là cảm giác ngồi đây và đám bạn ngồi xung quanh dơ. Ngồi thiền luôn. Em ngồi thiền vào sữa. Chúng nó cứ ba chai bia một chai sữa. Cảm thấy ức chế, bị khó chịu. Và em bảo là có thể là cái duyên của mình với quán nhậu nó hết rồi. Tự dưng mình có đứa con mà mình phải quyết định giữa việc giữ con và giữ sức khỏe hay là cố gắng cày tiền. Mà chị ông, em gây dựng cái quán đấy mất rất nhiều tiền bạc và mất rất nhiều thời gian. Mà lúc ấy sang quán thì không ai sang, vì sang quán thì họ đâu được treo biển của mình. Thì em quyết định bỏ luôn, bỏ ngay lập tức, trong vòng một tuần bỏ luôn, không tiếc nuối, lui về bún đậu em ở. Thì tự dưng cuộc sống nó bị buồn, quen với cái việc ngày nào cũng rô xong rồi thấy đơn điệu quá, thấy đơn điệu nhạt nhẽo vô cùng tận. Xong mà chồng em bảo chị thôi, tôi làm nhậu nhậu thì có nghĩa chỉ vì lúc mà anh khuyên tôi không nhậu và nhậu như thế nào thì tự dưng xảy ra xung đột và em cãi nhau. Trời ơi, một gọi là một trường kỳ 4 tháng trời. Thế bảo thôi, ông làm việc gì ông đi, tôi làm việc tôi ông nội ơi, đau đầu quá, mệt.